Xin kính chào quý khán giả, tôi đang có mặt tại đường phố Hà Nội và đã 2 tháng nay rồi, người dân Hà Nội không được thoải mái tự do ra đường vì dịch. Và ngày hôm nay là ngày 28 tháng 9 2021, lúc này là khoảng 10 giờ sáng, tôi đang có mặt ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày hôm nay thì Hà Nội đã mở lại những các cái hoạt động như là thể dục ở ngoài trời. Thì tôi cũng hoàn toàn có thể đi ra bờ hồ không còn trăng dây như mọi khi nữa. Các bạn có thể thấy nhìn quang cảnh bờ hồ. Bên đằng xa xa kia chính là thủy tạ. Và đằng sau tôi là những quán hàng đã được mở, trung tâm thương mại đã được mở. Rồi rất là nhiều đấy, các cái cửa hàng thời trang cũng đã được mở. Đây chính là thành quả chống dịch của người dân Hà Nội nói chung và cũng như là của Ủy ban phòng chống Covid. Cũng rất là mong là các cái tỉnh miền Nam như là Thành phố Hồ Chí Minh hay Bình Dương hay một số những cái tỉnh khác đang có dịch thì cũng hãy chung tay cùng với chính phủ để chúng ta chống dịch cho thật tốt, phòng và chống thật tốt để chúng ta có thể trở lại một cái cuộc sống bình thường như mọi ngày như thế này. Đây là cái điều mà người dân Việt Nam mong muốn, rất là mong muốn. Mời quý vị đi xem cái quang cảnh ở Hồ Gươm Hà Nội trong ngay trong thời điểm ngày 28 tháng 9 buổi trưa như thế nào, thưa quý vị. Đường phố đã đông vui và nhộn nhịp hơn rất là nhiều, các quán hàng đã mở. Tôi nghĩ rằng chắc là sang tháng 10, thì khoảng mùng 1 tháng 10 thì Hà Nội sẽ mở hết thôi. Đến thời điểm này, ngay lúc này đây thì cũng không có một ca nhiễm nào được thông báo, không có một ca F0 nào. Ngày hôm qua Hà Nội chỉ có 3 ca F0 đã đều được cách ly từ trước, không có ca F0 ngoài cộng đồng. Và như tôi này và nhiều người dân cũng rất là vui mừng khi mà nhận được những cái tin như vậy. Đặc biệt là sau đêm Trung Thu, khu vực mà tôi đang đứng đây là đông nghịt người. Đấy, đó cũng là cái bất ngờ của chính quyền thành phố Hà Nội, không nghĩ rằng là người dân sẽ ra đường nhiều như vậy. Nhưng mà cũng rất là may, đến thời điểm này thì chúng ta cũng không ghi nhận những cái ca ngoài cộng đồng. Và hy vọng rằng cái đợt dịch lần thứ tư này sẽ chấm dứt trong một vài ngày tới ở Hà Nội và sẽ dần dần các tỉnh sẽ cũng sẽ chấm dứt và đời sống của bà con ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi sẽ đi sang bờ hồ một chút. Đây chính là quang cảnh của bờ hồ. Người dân đã bắt đầu ra đây từ sáng để tập thể dục và không được phép ngồi quá 10 người. Một cái không khí mùa thu rất mát mẻ của Hà Nội. Và xa xa kia các bạn thấy chính là cầu Thê Húc. Chúng ta chưa mở lại du lịch được và hy vọng là trong một số ngày tới thôi là chúng ta sẽ mở lại được du lịch và các cái điểm tham quan sẽ được mở cửa trở lại khi mà thành phố Hà Nội đã tiêm vaccine miễn dịch cộng đồng rồi. Các bạn cũng thấy là người dân đã ra đây để đi dạo và ngồi thư giãn. Một cái khung cảnh ở Hà Nội, rất đẹp. Và ngay dưới chân cầu Thê Húc đây, các bạn cũng thấy là những người trẻ của chúng ta, các bạn trẻ cũng đã ra đây để chụp ảnh, ghi lại những cái hình ảnh trong cái ngày đầu, trong mấy tháng rồi, 2 tháng rồi chúng ta mới được tự do thoải mái như thế này, trong cái điều kiện là chống dịch Covid an toàn. Ở đây thì tôi gặp một thầy giáo là dạy tiếng Pháp đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Đó, ông có thể nói một chút tiếng Việt. Đó. Tôi vừa giao lưu với ông một chút thì ông bảo là ông là người Pháp đang dạy tiếng Pháp ở Việt Nam. Đó.
Ở đây thì những công nhân vậy làm cây xanh họ đã đang là lao động và làm việc ở đây rồi, làm cho bờ hồ càng ngày càng sạch sẽ hơn. Và thưa quý vị, tôi gửi tới quý vị một số những hình ảnh ngắn một vài phút như vậy để quý vị thấy rằng là bờ hồ Gươm Hà Nội ngày hôm nay nó như thế nào sau 2 tháng giãn cách để phòng và chống Covid. Và tôi hy vọng rằng là Hà Nội sẽ giữ được và càng ngày càng ổn định hơn trong vấn đề phòng và chống Covid để người dân có thể đi lại tự do, buôn bán, làm ăn và đi du lịch. Và trước cửa quý vị đây chính là đền Ngọc Sơn. Hiện nay đang đóng cửa và rất vắng khách. Mọi khi thì chỗ này nó rất là đông. Đó. Xin chào và tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo của Một Thoáng Du Lịch. Một Thoáng Du Lịch, Một Thoáng thôi. Và đã ghi nhận được một số những cái cảm xúc khi mà được ra ngoài đường hít thở tự do đi lại. Rất tuyệt vời thưa quý vị. Các bạn nhớ là phải đeo khẩu trang nhá, nhớ là giãn cách xã hội và nhớ là có những cái biện pháp 5K như và chúng ta vẫn thường xuyên, chứ chúng ta không lơ là cho dù đã được tiêm vaccine. Chào tạm biệt các bạn.